Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lời đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Toyota WeGo bản G, bản số tự động đấy ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và các chương trình khuyến mại, cũng như là em sẽ review cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Toyota WeGo bản G số tự động. Thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá niêm yết nó đang là 384 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho em đấy ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 374 triệu ạ. Tức là giảm giá cho em 10 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ tặng cho em một bộ phim cách nhiệt này, trải sàn da này và camera hành trình em nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Toyota WeGo bản G này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 442 triệu đối chất thẳng ạ. Còn trả góp anh em chuyển bỏ ra với giá đang là 149 triệu thôi nhá. Còn là tỉnh thì đang là 417 triệu đối chất thẳng ạ. Còn trả góp anh em chuyển bỏ ra với giá đang là 123 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 435 triệu đối chất thẳng. Còn trả góp anh em chuyển bỏ ra với giá đang là 141 triệu thôi nhá. Đó. Đó là chính là phần giá xe và tổng trên bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Còn nếu mà anh em nào muốn được cập nhật giá xe, review xe, bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé. Để em sẽ lên cho anh em các chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn nếu mà anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em để em sẽ chủ yếu video này em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe trên thị trường Việt Nam. Thì anh em hãy chờ video mới nhất của em nhé. Em sẽ lên cho anh em để cho em có sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, tiếp theo em sẽ là giới thiệu cho anh em về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 3m660 ạ, rộng là 1m60 nhá, còn cao là 1m520 đấy ạ. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài 2m455 ạ. Còn khoảng sáng gầm xe nó là 16cm nhá. Rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Đó. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần đầu xe này. Đầu xe, tổng quan về đầu xe của chiếc xe Toyota WeGo bản G này thì nó tạo các điểm gân nổi bật, rất nổi bật. Và phần đầu xe cảm giác rất là chắc chắn, khỏe mạnh, mạnh và rất là sang trọng anh em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của nó sẽ là đèn đèn halogen dạng projector anh em nhá. Đó. Đây, còn đây phần đèn gầm nó là đèn halogen anh em ạ. Còn về giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Toyota WeGo thì mặt lưới ca lăng của nó rất là to bản. Về phần thiết kế phần mặt lưới ca lăng thì em đánh giá đây một điểm cộng rất là lớn. Vì cảm giác một chiếc xe cảm giác rất là thể thao, mạnh mẽ và nhìn rất là sang trọng anh em nhá. Về phần sườn xe của chiếc xe Toyota WeGo thì cũng được dập đổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe nó sẽ cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn và sang trọng hơn rất nhiều ạ. Đây em quay chi tiết cho em về cụm đèn này. Cụm đèn của chiếc xe Toyota WeGo phiên bản 2021 này thì nó đã được vuốt, nhìn trông nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn. Đó. À, logo đặt chính giữa và lối liên mạch giữa hai cụm đèn và logo đó chính là cái tấm thanh nhựa, nhìn nó giúp cho phần đầu xe nó sang trọng hơn ạ. Đó. Còn đây em sẽ đi cho anh em giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhé. Tích hợp trên nên sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn LED ạ. Đó. Tay nắm cửa của nó thì cùng màu thân xe, nhưng tay nắm cửa nhìn nó khá là cổ điển anh em ạ. Khá cổ điển đấy ạ. Về phần gương chiếu hậu em sẽ chi tiết hơn. Gương chiếu hậu của nó sẽ là có cùng màu thân xe này, có xi nhan trên gương, nó sẽ có chỉnh điện và cập điện anh em nhá. Đó, còn đây là anten thì anten bản này rất là cổ điển. Anten rất điểm trừ rất là lớn, anten nó khá nên cổ điển anh em nhá. Anten dạng cột thôi. Đấy, còn đây giới thiệu cho anh em về mức tiêu nhiên liệu này. Ở trong đô thị thì đang là 6.95. Ngoài đô thị đang là 4.53 và kết hợp trung bình chỉ có 5.42 anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe của chiếc xe Toyota WeGo. Phần đuôi xe thì chiếc xe này cũng được các cái dập lỗi rất là nhiều và nhìn đuôi xe này nhìn cả chiếc xe cảm giác rất là cứng cáp, góc cạnh là nhìn rất là thể thao anh em nhá. Đó. Có tính năng an toàn thì sao nó có cảm biến lùi. Phía sau này xe thì sẽ có thêm là cái gạt mưa sau này. Đèn báo phanh trên cao anh em nhá. Đó. Phần cản sau của chiếc xe Toyota WeGo thì em thấy nó có điểm giật lỗi rất là lớn, giúp cho chiếc xe cảm giác rất là thể thao và mạnh mẽ anh em ạ. Rất là thể thao và mạnh mẽ anh em nhá. Ngoài ra nó các cái cảm biến lùi rồi thì nó sẽ thêm tính an toàn, đó chính là camera lùi anh em nhá. Tích hợp sẵn có chiếc xe Toyota WeGo rồi anh em ạ. À, rất là tuyệt vời anh em. Còn giới thiệu cho em về cụm đèn phía sau này. Cụm đèn phía sau nó sẽ là đèn LED anh em nhá. Đèn LED anh em ạ, không phải đèn halogen.
là đèn led chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Ở đây giới thiệu cho em về phần cản sau này. Cản sau thì nó có cái tấm phản quang, phần đuôi cản sau này thì em đánh giá đây là điểm nổi bật rất là lớn về phần đuôi xe của chiếc xe Toyota Wheel ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần nội thất của chiếc xe Toyota Wheel ạ. Nội thất của chiếc xe Toyota Wheel thì nội thất của nó sẽ là nội thất màu đen. Ở giữa là điểm nhấn đó chính là màu nâu anh em nhé, tạo ra không gian nội thất rất là sạch sẽ và sang trọng ạ. Tích hợp trên bên cánh cửa gồm có sẽ là lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa này. Ghế sẽ được chỉnh cơ, ghế chỉnh cơ. Đấy, giờ em đi sâu bên trong giới thiệu cho em sâu hơn này. Đó chính là cái vô lăng bọc da ba chấu, chìa khóa thông minh. Rất là tốt rồi đúng không anh em? Chìa khóa thông minh một chạm rồi anh em nhá. Không phải chìa khóa cơ đâu ạ. Đây, giới thiệu cho em hàng ghế thứ hai giống hàng ghế đầu tiên anh em nhá. Cũng màu đen, cái hộp giữa là màu nâu, được nhìn rất là sang trọng anh em ạ. Về chất liệu ghế thì rất là tiếc, cho cả hai hàng ghế đều là ghế lỉ hết anh em nhá. Cho cả hai phiên bản, số tự động và một bản số sàn, toàn bộ là ghế lỉ hết anh em ạ. Ở đây sẽ quay cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Toyota Wheel này. Về phần vô lăng sau là vô lăng ba chấu được bọc da sờ rất mềm mại anh em nhá. Đấy. Tích hợp trên vô lăng sẽ là có điều chỉnh âm lượng này. Về túi khí thì bản này sẽ có hai túi khí anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng của chiếc xe này sẽ màn hình cảm ứng 7 inch anh em ạ. Đây. Nó có cả đầu đĩa anh em nhá. Hệ thống điều hòa, và điều hòa của chiếc xe này nó sẽ điều hòa tự động. Điều hòa tự động đấy ạ. Và giới thiệu cho em về hộp số. Số hộp số nó sử dụng là hộp số khá là cổ điển, hộp số tự động 4 cấp anh em ạ. Nhìn cần số chiếc xe này em đánh giá khá là xấu. Đây, sẽ quay cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên đây, các cửa gió đây, nhìn rất là xịn sò anh em nhá. Ok, giờ sang phần cốp xe, giới thiệu cho em về cốp xe nhá. Cốp của chiếc xe này chỉ là cốp cơ thôi, không phải cốp điện đâu ạ. Phần cốp này chắc chắn chỉ là dùng cốp cơ thôi anh em nhá. Cốp của chiếc xe Toyota Wheel thì rất là rộng anh em nhá. Để rộng hơn, chắc chắn sẽ rộng hơn chiếc xe Hyundai i10. Đây. Cốp xe giới thiệu cho em về lốp này. Lốp sô cua rất tiếc nó chỉ là vành sắt thôi anh em nhá. Vành sắt thôi anh em ạ. Đó. Ok, giờ sang một chi tiết em quên chưa giới thiệu cho anh em, đó chính là phần bánh xe. Bánh xe của chiếc xe Toyota Wheel này nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Đây, vành đúc hợp kim nhôm nhá. Vành 14 inch anh em ạ. Các tính năng an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD, nhưng rất tiếc nó sẽ không có cân bằng điện tử xe anh em nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và những tính năng option của chiếc xe Toyota Wheel bản số tự động rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhá. Để em sẽ giới thiệu cho em toàn bộ dòng xe của Toyota. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe.